Loài cá mặt quỷ tuy nhìn bề ngoài có hơi xấu xí và kinh dị vậy thôi, nhưng chúng lại được xem là loại hải sản khá là đắt tiền. Mình nghe nói rằng giá của cá mặt quỷ đâu đó khoảng gần 2 triệu trên 1 kg, và khi chế biến thành món ăn thì còn có thể sẽ mắc hơn nhiều nữa nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài món ăn siêu ngon làm từ cá mặt quỷ, và tìm hiểu cặn kẽ từng bước để làm ra món ăn đó luôn, let's go! Nhưng trước tiên chúng ta phải ra chợ mua một con cá mặt quỷ cái đã. Ái chà, chú cá mặt quỷ này nhìn cũng dễ thương phết. Anh chủ hãy bán cho tôi con này đi. Người chủ nói rằng con cá này nặng hơn 1 kg và có giá 800 ngàn. Ôi vãi cả trưởng thiệt chứ. Vừa rồi người đầu bếp vừa vung dao gõ móc sọ con cá luôn rồi. Mình thấy con cá sau khi bị đập đầu thì đã thở hấp hối sắp chết tới nơi. Người đầu bếp liền nhanh tay bỏ bé mặt quỷ này vào chảo nước đang sôi. Vì thực khách đang đợi ngoài kia nên mọi thao tác phải thật nhanh mới được nha. Họ luộc đến khi nào con cá chín khoảng 30% thì mới vớt ra. À, anh chàng này đang mài dao cho thật bén để làm thịt con cá ấy mà. Cá mặt quỷ có những chiếc gai khá sắc nhọn nên anh ấy phải mang bao tay vào cho chắc. Mục đích của việc luộc bằng nước trước khi sơ chế là để phần da của cá mặt quỷ mềm hơn, thuận tiện cho việc làm thịt. À, mình thấy lớp da bên ngoài của con cá đã bị anh đầu bếp lột ra hết. Những phần không ăn được, ví dụ như ngạnh và vây, sẽ được loại bỏ. Sau đó con cá sẽ bị anh ấy sắc thành từng khúc vừa ăn. Tiếp đến, phần thịt cá sẽ được đổ hết vào chảo dầu đang sôi ùng ục, chiên trong khoảng 5 phút cho thịt cá săn lại là đủ rồi các bạn ạ. Bây giờ đầu bếp đang nấu con cá mặt quỷ với nước. Mình đoán anh ấy đang định làm món canh hay súp gì đó thì phải. Cà chua đã cắt sẵn cũng đã được đổ vào chảo, nêm nếm thêm một chút gia vị, sau đó anh ấy lấy nắp đậy lại. Còn việc anh ấy vừa bỏ gia vị gì vào chảo thì chúng ta không biết được, bởi vì đó là bí quyết truyền từ đời ông cố nội của anh ấy để lại các bạn ạ. Quao nước sôi giữ vậy anh trai. Mình nghĩ chắc là cá trong chảo đã chín rồi thì phải. Đúng vậy, cá đã chín rồi nên người đầu bếp liền múc ra một cái tô bằng gốm. Sau đó món canh cá mặt quỷ nấu với cà chua đã được mang ra cho khách dùng. Ây da, các bạn hãy nhìn màu sắc của nồi canh này đi. Mình có cảm giác nước dùng này khá là ngọt thanh và béo béo. Dùng cái giá múc nhẹ một miếng thịt cá mặt quỷ cho vào chén. Khói từ món ăn bốc lên, nó thơm phức cả một vùng luôn. Trước mắt các bạn là miếng da của cá mặt quỷ. Miếng da này khi bỏ vào miệng sẽ có cảm giác nhai giòn sực sực. Còn phần thịt cá thì vô cùng béo và ngọt thanh. Do lúc đầu người đầu bếp đã luộc rồi chiên sơ qua dầu rồi, nên khi ăn thịt cá mặt quỷ không hề bị bỡ nha mọi người. Quá xứng đáng với một món ăn có giá 1 triệu Việt Nam đồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá món ăn thứ hai làm từ cá mặt quỷ. Bước đầu tiên khi mua về vẫn là đập vô đầu con cá vài phát. Đến bước làm thịt con cá cũng giống y chang món ăn đầu tiên luôn nha. Nhưng lần này anh ấy sẽ không cắt con cá ra thành từng khúc nữa, mà sau khi mổ bụng lột ra thì đầu bếp sẽ đặt con cá lên dĩa luôn. Bên trên con cá còn được trang trí thêm mấy lát rừng sắc sợi nữa. Ủa khoan, như vậy là thưởng thức được rồi hả ta? À, chưa xong các bạn ạ. Sau đó con cá sẽ được cho vào lò hấp bằng hơi nước trong 30 phút. Làm mình hết hồn, tưởng đâu loài cá này ăn sống được chứ. Khi mang con cá ra, họ sẽ dưới lên trên một ít hành và ớt, chế một giá dầu đang sôi lên cho hành thơm hơn. Cuối cùng là chan phần nước sốt tinh luyện của quán vào đĩa. Nước này chắc không phải là nước tương đâu nhỉ. Như vậy là món cá mặt quỷ hấp đã hoàn thành xong. Món này rẻ lắm, chỉ có giá 799 cành mà thôi. Công nhìn món này cũng hấp dẫn quá đi chứ. Bạn nào đã từng ăn loài cá mặt quỷ này rồi thì hãy bình luận bên dưới nhé. Thú mỏ vịt tri thức tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn lần sau.